sinh viên à? Rồi, chúng ta sẽ có cái file, tôi để ở đây một file, tạo ra một file mới tên là data.txt đúng không? Này đúng không? Được chưa? Bây giờ chúng ta quy định với nhau như sau. Cái danh sách, cái thứ nhất là cái số thứ nhất là cái ID này. Xong rồi sược đứng tên này. Mày tên là gì hả em? Tên đầy đủ. Hả? Tên đầy đủ ấy. Thằng Tiến tên là gì? Trần Minh Tiến à? Trần Mạnh Tiến. Mình biết có dấu cũng được. Rồi, quê ở đâu? Hà Nội. Bao tuổi? À, ngày tháng năm sinh nhưng quên. 24 tháng 6 năm bao nhiêu? 1999. Xong một thằng. Sau chúng ta kết thúc một thằng sinh viên thì chúng ta có cái N này. Có cái sược đứng N này. Được chưa? Xong rồi sau đấy là đến thằng Tâm. Ở quên nhầm thằng Huy. Hai. Đoàn Văn Huy. Bắc Giang. 16 tháng 9. 1999. N. Rồi, tiếp. Bên cạnh. 3. Nguyễn Hà Đạt. Hà Nội. 13 tháng 11. 1999. Chấm. Rồi, 3 tháng thôi. Rồi nhanh. Không đợi này lâu lắm. Xong nhá. Đây 3 tháng nhá. Bây giờ chúng ta sẽ phải cần cái việc đầu tiên là phải đọc data từ cái file text này ra. Được chưa? Thì thay cho cái việc là tôi viết thẳng vào cái đoạn đọc đấy ở trong index thì tôi viết ra một cái hàm. Viết ra một cái hàm ở trong cái file library này. Tôi viết hàm là function getStudent. Đóng mở ngoặc trong này. Tôi sẽ có cái data đô la data bằng get file, đúng nhỉ, get file content đúng không? Đúng rồi. Như này đúng không? Rồi, và tên file của chúng ta là data đúng không? .txt. Chúng ta test thử và đăng cái data ra xem nó có được không. Bây giờ tạo ra hàm get student đi. Được chưa? Xong chưa? Rồi, bây giờ ở cái index này chúng ta sẽ require cái file là library.php và chúng ta gọi cái hàm getStudent ở trong cái thư viện đấy. Đóng ở ngoặc như này. Được chưa? Xong chưa?
Đây là gọi một cái hàm để giúp chúng ta đọc cái nội dung của cái file data.txt ra ngoài. Bây giờ chúng ta test nhé. Localhost sược K31B1 sược L52. Úi giời ơi. Hàm tên là gì hả Tiến? Sao nãy bảo đúng? Hàm đọc nội dung text từ file txt ra là hàm gì? À, chả nhẽ tôi lại đổ oan cho ông. File get content. À. File get content. Đây như này mới đúng. Rồi, reload trang. Đây chúng ta nhận được các cái một đoạn text như này đúng không? Tức là đã lấy được dữ liệu từ trong file file txt ra rồi. Ok, xong. Chúng ta có ra như này không? Check đi. Không nhá. Xong chưa? Ra chưa? Hai thằng kia. Đấy, thì chúng ta đã lấy được ra cái danh sách text của những cái đây là một cái đoạn text nhá, một đoạn string của cái file game nó chứa. Bây giờ chúng ta phải lọc ra thành từng thằng sinh viên một. Thì chúng ta sẽ có như sau. Chúng ta sẽ có cái $ARR bằng cái $data à quên nhầm. Explode của cái ký tự là n sược đứng n yeah, của cái string là data như này. Thì khi chúng ta va đâm ra cái ARR thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ ra ba cái mảng, ra một cái mảng chứa ba cái chuỗi là ba thằng sinh viên đây đúng không, string 1 này, 2 này, 3 này, và cuối cùng có một string là rỗng. Thì tí nữa chúng ta lọc bỏ cái rỗng đi là xong. Có ra không?
Xong chưa? Xong chưa? Tới không chưa? Có ra có đâm ra như này không? Mảng 4 nhá. Rồi, tiếp theo. Chúng ta có một cái mảng là result bằng một cái mảng rỗng. Mảng tí nữa chúng ta sẽ trả về cái mảng này. Mảng này sẽ chứa tất cả các cái đối tượng là sinh viên. Nhưng mà bây giờ chúng ta mới chỉ có sinh viên theo dạng là một cái string như này thôi. Như này rất là tệ, đúng không? Rất là khó đọc. Bây giờ chúng ta phải phân tách nó ra từng phần một dựa vào cái dấu gạch đứng này, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái vòng for. For x cũng được. For x của cái ARRS S row đi, tôi đặt là row đi, row. Bây giờ chúng ta sẽ có cái $student. Ok, nhập if empty. Empty là check rỗng nhá, if empty của cái hàm trim. Trim là lọc tất cả ký tự trắng, khoảng trắng giữa đầu và cuối của cái row đó. Nếu mà rỗng thì tiến hành là continue. Còn nếu không rỗng thì chúng ta sẽ tiến hành phân tích tiếp, là chúng ta sẽ có một cái biến là biến student bằng explode tiếp tục của cái ký tự là ký tự gạch đứng và cái row. Sau đó tôi tiến hành là vadam ra cái student ở trong này. Xem có được không? Xử lý chuỗi thôi mà. Không nhớ. Thanh ta đâm lên xem nó ra cái gì. Lâu quá. Năm năm 25 phút. Hôm trước đã đóng tiền vào chưa? Thằng Văn đóng chưa? Gì? Hôm nay 25 cành nữa. Còn gì nữa? Nếu không thì mày phải ở lại support cho lớp 2 buổi. Thế á?
đúng không? Được, để trừ tiền cho mày. À, tức là do chúng nó đúng không? Xong chưa bọn kia? Cái này đầu tiên nhá, giải thích lại. Đầu tiên chúng ta lấy ra toàn bộ nội dung text ở trong file data, sau đó lọc ra từng thằng sinh viên một dựa vào cái ký tự N, sử dụng N, được chưa? Sau đó bây giờ lọc ra từng thông tin của mỗi một thằng sinh viên thì dựa vào cái dấu gạch đứng. Bây giờ xem này này, đúng không? Một mảng là có ID này, tên này, quê quán này, ngày sinh này. Tiếp theo cũng thế, đúng không? Được chưa? Thì bây giờ chúng ta làm nào? Bây giờ chúng ta sẽ lấy ra cái result, $result, add một phần tử vào bằng cái biến student, bằng cái này luôn. Và cuối cùng chúng ta return ra cái result như này. À, là con sâu nữa. Quỹ lớp dầu, dầu to rồi. Xong chưa? Để lấy nữa, để đọc. Không chưa? Không phải comment, cũng không phải comment đâu. Tôi comment là được rồi. Để hiểu. Xong chưa? Huy xong chưa? Rồi ok. Bây giờ chúng ta sẽ, bởi vì hàm này hàm có return, cho nên chúng ta sẽ có hứng, có một cái biến hứng ở đây. Để tôi để là student.sc, student.sc như này. Sau đó ở phía dưới tôi sẽ tiến hành là có một cái file HTML, có thẻ head đi, HTML này. Dưới này tôi có một cái table TH. Đây là cái mã sinh viên, mã sinh viên, mã sinh viên này, tên, quê quán, cái gì nữa nhỉ, ngày sinh, ngày sinh,
thêm mới, bắt từng thêm mới thì chúng ta viết vào trong thẻ A. Viết vào trong thẻ A href bằng create.php. Đây là nút thêm mới. Đó, đấy là phần đầu của cái trang của chúng ta. Sau đó xuống cái phần tbody này, chúng ta sẽ dùng code pp và chúng ta sử dụng cái vòng foreach. Foreach của cái biến student st viết tắt của từ student, và chúng ta bê cái thẻ tr này lên, bê cái thẻ tr này lên với cái dòng đầu tiên, nó chính là cái giá trị của cái st ở phần tử số 0, đúng không? Thì ở đây chúng ta sẽ để là st ở phần tử số 0, duplicate lên st ở phần tử số 1, số 2 và số 3. Còn cái dòng cuối cùng này chúng ta sẽ sử dụng cái thẻ a href, vứt đây đã, đây là cập nhật, và một dòng nữa là xóa. Đó, chúng ta vào thử đi, làm thử đi. Úi giời ơi, lớp này giàu to không ạ? 1 2 3 4, 4 thằng, 25 nhân với 4 đi là bao nhiêu rồi? 100.000. Úi giời ơi, nhiều tiền thế. Nghỉ á? Nghỉ còn phải nộp 50.000. Ờ được, thế còn được. Lỗi gì? Rồi để tôi xem có lỗi nhé. Tôi xem nào.
Như thằng ất ơ khổ lắm. Tôi xong rồi phải ngồi đây nhá. Rồi đâu mà ngồi đi. ST này này, ăn đi vài vari một ST, tức là cái biến ST là nó chưa tồn tại này, không có khó đâu. Em mới lấy danh sách student nó còn phải dùng khói. Em lấy ra cái từng và từng sinh viên một đúng không? Nào tôi giải thích cả cái logic này. Chúng ta đa phần vẫn không hiểu. Chúng ta có cái chuỗi là 1 này, Đạt này, Hà Nội này. Ngày sinh là 1 tháng 1, 11 tháng 1 năm 1999 và được đứng em đúng không? Cái này đúng không? Xong rồi 2 là Huy Hà Nam được hả? 12 tháng 2 1999 em như này đúng không? Thì bây giờ chúng ta phải lập danh sách các bạn, lập cho cái bảng để giúp hiển thị ra cái danh sách của sinh viên này. Được chưa? Thì khi mà lấy text ra từ cái file ấy, từ cái file text tên thì nó không có cái chuyện là nó hiển thị đẹp như này đâu. Mà khi mà hiển thị ấy, nó sẽ bê cái thằng này dính sát vào đây. Được chưa? Do bây giờ chúng ta phải khi mà lấy ra cái data nó bằng cả cái mớ này vứt xuống là một cái đoạn text nối dài hết từ đây xuống đến đây. Được chưa? Bây giờ cái việc của chúng ta là phải tách ra hai cái dòng này, nó là hai cái thằng riêng biệt với nhau. Thế vậy làm sao để tách? Thì chúng ta ở trong PHP chúng ta có hàm explode
explode để giúp tách từ từ gì? Từ gì sang cái gì? Từ chuỗi sang mảng. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta dựa vào explode, cái ký tự là sực đứng n với cái chuỗi data này, đúng không? Đúng chưa? Cái này nó sẽ giúp chuyển chúng ta, đây cái này là chuỗi này, bây giờ chuyển sang mảng, đúng không? Mảng. Thì cái mảng này tôi đặt là cái biến ARR. Hiểu được, hiểu cái biến ARR cái chưa? Được chưa? Đến lúc này thì chúng ta sẽ có cái chuỗi, cái mảng như sau, bằng các phần tử là bằng cái string thứ nhất là một này, Đà Sườn, Hà Nội, Sườn 1999 mấy đấy. Đấy, đây là hết chuỗi thứ nhất. Phần tử thứ hai là một cái chuỗi thứ hai là 2Q cái gì đấy, ngày sinh. Đây là chuỗi thứ hai. Thấy chưa? Đó, nhưng mà nếu mà như thế này, nó là chuỗi, thì tôi không thể nào mà hiển thị cái mớ này vào trong cái bảng được. Tôi phải phân tách từng phần tử, từng phần tử như thế này một, từng cái một, thì tôi mới đưa được vào trong cái bảng ở trong HTML. Được chưa? Đây lý do vì sao chúng ta lại phải tiến hành là phân tích tiếp từng phần tử ở trong mảng này một, chuyển nó từ cái string này lại chuyển sang mảng tiếp. Thì bây giờ tôi sử dụng một vòng for, dùng một cái vòng for chạy qua từng phần tử của cái thằng này một, từng phần tử một. Bây giờ tôi thực hiện cái việc là tôi có một cái đối tượng student, nó lại bằng cái hàm explode của ký tự là ký tự gì? Ký tự gì? Tôi tách từng phần tử một sườn đứng và của cái đô la là row. Row nó chính là cái row, nó chính là từng phần tử, từng cái mảng, à, từng cái chuỗi này một này. Để cho chạy qua mỗi một vòng mình, cái row nó lại là một cái chuỗi này. Được chưa? Sau đó tôi tiến hành add cái student này đưa vào trong cái biến là result. Đến lúc đấy cái result của tôi sẽ có dữ liệu của trạng là bằng một cái mảng. Được chưa? Trong tôi sẽ xóa bớt chuyện này đi nhá. Bằng một cái mảng, cái result bằng một cái mảng. Trong cái mảng đấy sẽ có một cái mảng con. Đây ví dụ thằng thứ nhất là thằng Đạt, đúng không? Thì nó sẽ có một cái mảng con, phần tử đầu tiên là một, phần tử thứ hai là Đạt, phần tử thứ ba là Hà Nội, phần tử thứ tư là ngày năm sinh, ngày tháng năm sinh. Đây là hết phần tử đầu tiên, tức là tương đương cái dòng đầu tiên này. Phẩy một cái, đây là phần tử thứ hai là hai, đúng không? Three, Hà Nam thì gì đấy, và ngày tháng năm sinh. Đấy, thế là hết phần tử thứ hai. Và nếu mà hết rồi thì tôi đóng cái bảng này vào. Được chưa? Xong rồi ra code HTML, ra code PHP ở trang index, thì tôi tiến hành là for x cái bảng này để lấy ra từng phần tử, lấy ra thằng này thì là vị trí số 0, thằng này vị trí số 1, số 2, số 3, đúng không? Để hiển thị ra cái bảng kia. Đó, các hiểu logic chưa? Lập trình là gì? Lập trình là biến đổi từ một cái input nào đấy chuyển thành một cái output để phục vụ dễ dàng, để cho nó dễ dàng phục vụ cho cái mục đích hiển thị dữ liệu của mình. Có thế thôi. Nó có cái gì là cao siêu đâu. Xong chưa? À, xong chưa? Rồi. Thằng tới xong chưa? À, thái tên là gì nhỉ? Nghĩa. Quên. Xong chưa? Rồi, bây giờ chúng ta miễn là sao hiển thị được như này cho tôi là được. Được chưa? Gì? Yeah.
là thêm phần mình có được các bạn. Chứ còn nếu mà không đề cả thì nó sẽ còn phần mình không có. Đấy, sẽ đúng rồi. Thì anh, em vẫn tập cuối cùng. Được chưa? Chúng ta hiểu chưa? À, nghĩa đâu chưa? Xem nào. Thì đây, sao không phải là người gì chưa? Cả ta này. Rồi, 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 đây. Làm gì đây? Cú pháp nào như này mà bởi vào nghĩa? Làm gì cú pháp nào như này? Ôi trời ơi. Các ông mà không chịu sửa đi thì các ông muôn đời các ông học lại thôi, không qua được thôi đâu. Học hành cho nó tử tế vào. Thấy mình dốt, mình ngu thì phải tìm người mà học. Chứ không phải là cứ mãi mãi dừng lại như này rồi bật gốc rồi anh cứt luôn. Đây, như này mới đúng. Nếu cái dòng đấy mà bị rỗng thì bỏ qua dòng đấy không đọc nữa, đọc cái dòng đến đọc cái dòng đọc cái vòng lặp tiếp theo luôn. Còn ở đây thì mình chỉ phải để qua require tức là bê toàn bộ nội dung từ cái file library này sang trong sang cái file này, được chưa? Gì mà mềm hắt tới đâu cái này. Đây đúng không? Mình bê toàn bộ cái nội dung cái file library kiến thức sang đây thì biết vào đây là tên nó library. Library. Library.pp xong bắt đầu là có danh sách student bằng kết quả của cái hàm bên này, kết quả của cái hàm bên này vượt xa, sau đó là thực hiện cái việc là for từng phần tử một s st không chưa. Data này có mấy phần tử sai rồi, anh sai rồi. Đâu
nó một phần tử như này. Ôi trời ơi. Chép cũng không liên hồn. Không liên hồn. Tôi liệu cho một thần hồn đâu nhá. Hôm nay nó bắt buộc cả em đến tối cả. Lôi trong văn ở lại. Để nó hướng dẫn lại từ đầu cho PP. Cho nên ông này không làm chết được. Cái này ông học cái ba buổi nữa ông chết chắc rồi. Xong chưa? Còn ai có vấn đề gì không? Tiếp theo nếu mà bấm vào thêm mới thì bây giờ khi tôi mong muốn là tôi bấm vào thêm mới này thì nó sẽ đẩy sang một cái trang giao gồm giao diện để giúp tôi thêm mới danh sách cho sinh viên, thêm mới một thằng sinh viên vào trong cái dữ liệu của chúng ta, giao diện đấy nhá, chứ chưa xử lý code đâu nhá. Thì bây giờ chúng ta bấm vào đây nó sẽ sang cái trang create.php đúng không? Nhưng mà tôi chưa có cái file PHP này, nó sẽ báo là not found. Được chưa? Vậy bây giờ mình làm gì? Tạo ra. New file create.php. Ở trong này thì chúng ta không code PHP mà chúng ta sẽ code HTML. Code HTML. Trong này mình sẽ có một cái form. Có một cái form create submit.php chẳng hạn. Method là post hay get thì tùy, tôi thích để post để cho URL sạch. Post. Trong này mình sẽ có những cái div. Các div này thì mỗi cái div mình sẽ có một cái thẻ, ví dụ như đây là tên sinh viên. Tên sinh viên. Hai chấm input text name bằng full name, ví dụ vì placeholder là Nguyễn Văn A, cái div tiếp theo hình như có ba cái div đúng không, đây là quê quán, text luôn. Để đây là home sao. Đây là ngày tháng năm sinh. Input time date. Đây là birth date. Hà Nội. Cái này không có placeholder gì cả. Và cuối cùng một cái div chứa cái thẻ button type bằng submit hay là leave.
Xong chưa? Cái giao diện thôi mà. Đây, cái giao diện trông như này. Nguyễn Văn A, quê quán Hà Nội. Các thứ, các thứ. Được chưa? Rồi bây giờ nhập vào. Ví dụ như kiểu đây là Nguyễn Văn A, đây là Trần... Thằng Nghĩa tên là gì? Nguyễn Đình Nghĩa. Quê ở đâu? Thái Bình. Sau chọn một ngày tháng năm. Gì đây? Năm 1999 đúng không? Ngày bao nhiêu? Tháng 12. 25 à? 25 tháng 12 1999. 12 25 1999 đây này. Xong lưu xuống. Đúng không? Xong chưa? Bấm lưu xuống, nhưng mà bấm lưu thì nó sẽ vào create submit đúng không? Nhưng mà file này chúng ta lại chưa có. Thì giờ lại tạo ra. Đấy, create submit.php. Được chưa? Bây giờ phải cái việc tiếp theo của chúng ta là phải thu thập data. Đúng không? Việc tiếp theo của chúng ta phải thu thập data được gửi từ form lên. Thì chúng ta sẽ có cái full name bằng gì? Đô la gạch dưới post của cái phần tử là full name. Nó chính là cái này nhá, nó chính là cái full name, là cái name này này. Đấy chưa? Cái giá trị của cái thằng name này này. Tiếp theo đến gì? Hometown bằng hometown, và cuối cùng là birthday đúng không? Post của birthday đúng không? Đây birthday. Tất nhiên cái birthday này chúng ta phải biến đổi, chứ nó chưa có chuyển sang cái format của chúng ta đâu. Xong chưa? Không nhá. Ừ? Thế nào? Xong chưa?
Nếu không nói gì là tôi chuyển luôn đấy, kệ công. Tiếp tục này. Bây giờ chúng ta đã thu thập gần đủ 3 thông tin rồi, đúng không? Thông tin về full name, thông hôm sau và birth date. Tuy nhiên chúng ta phải biến đổi dữ liệu đã. Trước khi lưu chúng ta phải biến đổi dữ liệu được. Ví dụ như nào gọi là biến đổi dữ liệu thì chúng ta phải xem lại, ví dụ đặc điểm như thằng này này, thằng date này này, đúng không? Dữ liệu ở đây của thằng date thì chúng ta bằng bao nhiêu thì chúng ta phải value, chúng ta phải vứt ra ngoài ra. Ví dụ như ở đây tôi muốn hiển thị cái date mặc định của nó đang là cái gì thì tôi phải echo nó ra. Birth date, đúng không? Đây là 1999-12-25. Format của nó là năm tháng ngày. Thì chúng ta khi mà hiển thị ra chúng ta phải chuyển lại format giống như trong cái file data.txt kia. Cho chuyển lại thành ngày tháng năm và dấu sực chéo. Đúng không? Thế bây giờ làm nào để đổi lại? Hôm trước học về date rồi. Ví dụ biến birth date đi bằng date đóng mở ngoặc gì? Format là y lớn trừ m nhỏ trừ d nhỏ, và cái giá trị của cái birth date hiện tại là như này, đúng không? Hay là date create như này. Ví dụ mình để đây là date nha. Ví dụ biến date này bằng date create. Sau đó mình sẽ có biến birth date. Cái này nó bị lỗi rồi. Sao nó tách đang bị lỗi. Đây, biến birth date nó sẽ bằng với cái gì? Date gạch dưới format. Format lại thành cái gì? Gì? D sược M sược Y dài, đúng không? Phẩy cái tham số date như này, đúng không? Và đâm thử cái biến birth date kia xem theo đúng nhá, có khả năng là sai đấy. Sai rồi. Date create. Date format expect. Đây, viết ngược. Được chưa? 25 tháng 12 năm 1999. Xong chưa? Thế là xong. Biến đổi dữ liệu xong. Bây giờ đến cái gì? Lưu cái gì mà lưu? Làm gì đã được lưu? Đây này. Đây này. Hiểu chưa? Làm nào để lấy được ra số 4? Làm nào để lấy được ra số 4? Hả? Tìm làm sao được ra số 4? Hả? Không biết á? Rắn đấy. Làm nào? Úi dồi, lởm lắm. Đây nhá. Slide. Rồi, giải thích đi nào. Tại sao lại là slide? Nhưng để làm gì? Đây. Chúng ta cứ bây giờ chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta đã có sẵn cái hàm để đọc text từ file TT rồi đúng không? Chúng ta require vào đây. Cái file là library.php.
này là xong nghỉ. Và chúng ta sẽ có cái biến cái danh sách student bằng hàm get student như này đúng không? Đúng chưa? Từ cái hàm này, đây là từ hàm get student. Ồ, sao không copy được nhỉ? Con này lại bị lỗi. Từ cái hàm get student này, get student này, đúng chưa? Bây giờ tôi lấy ra số lớn, tôi lấy ra cái phần tử lớn nhất, đúng không? Thì chúng ta sẽ có cái VADAM của cái student ở phần tử cuối cùng. Đố các bạn biết phần tử cuối cùng là phần tử bao nhiêu? Cao của student trừ 1. Đây à. Đúng chưa? Phần tử cao của student trừ 1 đây này. Đúng không? Có phải thằng này thằng Nguyễn Hà Đạt không? Cuối cùng không? Đây, nó đây. Nguyễn Hà Đạt là thằng cuối cùng đấy. Đúng chưa? Thế giờ làm sao? Lấy ra cái ID của nó và cộng thêm một đơn vị. Lấy ra cái ID của thằng này và cộng thêm một đơn vị. Ví dụ mình lấy ra cái ID mình thêm cái số 0 vào đấy. Đúng chưa? Có phải bằng 3 không? Bây giờ cộng thêm một đơn vị, cộng 1. Có phải tự nó bằng 4 không? Xong chưa? Thì giờ bây giờ mình sẽ có cái biến $maxID bằng cái đoạn này. Xong chưa? Và tiếp theo mình sẽ xử lý cái đoạn student kia như student như nào? Student SC add thêm một phần tử bằng với cái gì? Một mảng. Với phần tử đầu tiên là bằng max ID. Phần tử thứ hai bằng full name. Phần tử thứ ba bằng cái gì? Bằng cái gì? Hometown. Phần tử thứ tư là bằng birth date. Thế là xong. Xong chưa?
Không nhớ. Và Adam, cái thằng student cái ra xem có phải nó thêm được một phần tử mới không? Có phải là cái thằng mình vừa điền vào dữ liệu không? Đây này. Đầu tiên là thằng Trần Mạnh Tiến, xong đến thằng Đoàn Văn Huy, thằng Nguyễn Hà Đạt và bây giờ có thêm ông Nguyễn Đình Nghĩa. Được chưa? Tiếp theo thì là làm gì? Đã có xong cái mảng rồi thì bây giờ mình sẽ lưu dữ liệu vào trong cơ sở dữ liệu, tức là cái lưu dữ text vào trong file data.txt đúng không? Bây giờ làm nào để lưu? Thì chúng ta sẽ có như sau, chúng ta sẽ có một cái biến là content bằng một string rỗng này. Được chưa? Bằng một string rỗng này. Sau đó mình sẽ tiến hành for x cái biến student add row và xử lý code ở đây. Mình sẽ có cái đoạn là content nó sẽ cộng chuỗi với đầu tiên là cái gì? Row ở phần tử thứ 0 cộng với một cái string sực đứng của gì? Sực đứng này xong cộng với $row ở phần tử số 1 lại cộng với sực đứng nữa. Xong rồi cộng với row ở phần tử số 2 và cộng tiếp với một cái sực đứng. Cuối cùng là cộng với row ở phần tử số 3 và cộng với sực đứng n. Cái này đúng không? Đó, thế là xong content. Xong rồi cái đoạn mà tiến hành đọc file thì làm nào? À, ghi file làm nào hở Văn? Hả? Đúng. Đô la file à? Bằng F open data.txt mod bằng V kép cộng là cái mod gì? Cái file đi lại từ đầu. Tiếp. If phủ định của file đúng không? Nhớ không mở được thì echo file không mở được file. Else app try $file content này chưa app close file xong và cuối cùng là header location về index.php.
Xong chưa? Đây, comment vào đây. Đây đoạn này là biến đổi format từ ngày, từ năm, tháng, ngày chuyển thành ngày, tháng, năm. Đây là tìm tính số ID lớn nhất. Đây là lưu, lưu nội dung mới. File. Như của tôi sẽ phải phân quyền file data này. Còn như các bạn thì không cần. Cho nên chạy cái câu lệnh phân quyền. Xong rồi. Để tôi tiến hành lưu nhá. Thế Nguyễn Đình Nghĩa chưa? Thêm nữa. Thằng Văn là gì? Toàn Nguyễn. Quê đâu? Phú Thọ. Ngày tháng năm sinh. Được chưa? Đây là xong phần thêm mới. Đúng không? Bây giờ tôi sẽ tiến hành làm phần tôi sẽ tiến hành sửa lại cái đoạn này. Đó là chúng ta sẽ tách cái phần lưu nội dung mới của file ra thành một cái hàm mới trong làm trong clip, bởi chúng ta sẽ dùng lại cái này nhiều. Tôi sẽ có function save student, đóng mở ngoặc như này, trong này nhận cái tham số là student, thì tôi sẽ có phần content bằng như này. Đây là echo là return false, còn ở dưới này return true.
À, hồi đau bụng quá. Xong chưa? Bây giờ nếu để xếp sinh viên thì chúng ta sẽ gọi tên cái hàm này. Chúng ta gọi tên cái hàm này. Và có đoạn nào cần xếp, đây có đoạn này cần xếp đúng không? Vứt vào đây và nhét cái biến student vào. Thế là xong. Và cái đoạn biến đổi này chúng ta giữ lại thôi, chẳng cần phải mang đi làm gì cả. Được chưa? Xong rồi sau đấy tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm phần xóa. Xong chưa? Tôi sẽ chuyển sang phần xóa nha. Ở đây chúng ta có index.php, ở đây chúng ta có nhìn thấy nút xóa không? Thì chúng ta sẽ tiến hành viết vào đây là remove.php hỏi.id bằng, thì ở đây bằng với cái $st phần tử số 0 xếp xuống. Bây giờ chúng ta sẽ ra cái này kết xem. Nhìn xóa kìa. Anh 5 4 3 2 1 đúng không? Con nhìn thấy cái bên này không? 5 4 3 2 1 này. Đúng không? Mỗi một thằng thì nó sẽ có cái ID bản ghi nó tương đương với thằng này. Khi mà bấm vào đây nó sẽ sang cái trang là remove.php và truyền cái tham số ID bằng 5 lên đúng không? Bây giờ chúng ta làm nào để xóa? Thứ nhất, phải tạo cái file remove này ra đã, đúng không? Ủa, sao không thêm được dữ liệu thêm vào đây được? Sao rồi? Ô, bị điên mẹ rồi này. Ô, hay thật. Ồ. Sao đấy? Được. Tạo ra file mới tên là remove.php. Code PHP trong này. Và chúng ta lấy ra cái giá trị của cái biến ID bằng đô la gì? Nào, nhìn vào đây. Bằng đô la gì? Bằng đô la gì? Get. Ôi dồi ôi, cái gì mà nó chạy tùm lum này trời. Đô la gạch dưới get của tham số ID trên URL. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ tiến hành là require cái file là library.php. Sau đó chúng ta lấy ra cái danh sách student bằng cái gì? Get student như này. Và tiếp tục là chúng ta sẽ dùng for, dùng hàm vòng for, for từ 0 cho đến count của student
y cộng cộng, xong chúng ta kiểm tra là if, if chúng ta có cái if student ở phần tử thứ y và thứ tự là không bằng với cái ID nhận được từ URL, thì chúng ta sẽ thực hiện xóa cái phần tử thứ y khỏi cái mạng student. Thì chúng ta sẽ thực hiện xóa phần tử là bằng cái gì? Bằng gì? Array supplies phần tử thứ y xóa 1, sau đó tiến hành là break khỏi vòng lặp, cuối cùng là xếp lại cái file này, xếp lại cái biến student này vào trong cái file data.tt. Thì lúc nãy mình lưu là bằng cái hàm là save student, save student vào, sau đó là header location về index.php. Đấy, xóa nó có thế này thôi. À, ừ, chết, xin lỗi. Đây. Xong chưa? Test thử nhá. Khổ lắm, công làm thì công tự đi mà test đi để còn xóa. Ô, không xóa được này. Không xóa được này. Hai, vì sao không xóa được? À đây, tôi viết nhầm. Cái array supply này chúng ta phải có student. Phải y như này thì phải, nếu tôi nhớ không nhầm thì là như này thì phải, không thì nó biết xóa ở đâu. Bây giờ, bây giờ xong nhá, thêm mới vào đây là Đoàn Văn Đạt. Hà Nội, đây là 1999. Đây tháng 03
ngày 04 liều, thấy chưa? ID nó luôn luôn tăng lên, thấy chưa? Nhưng mà cái này vẫn có lỗ hổng, đó là trong trường hợp mà cái ID của tôi ấy, cái mảng này này, mà nó nếu mà nó không có phần tử thì không lấy được cái này, đúng không? Cho cái mảng student này trong trường hợp không có phần tử thì tôi sẽ có là if student cao, if cao của student mà bằng 0 thì $max ID nó sẽ bằng 1. Còn else max ID nó sẽ bằng này. Đó. Thế là tính ra max gì? Xong chưa? Xóa đi chưa? Thêm số 3 vào đấy. Bách lại.
Reload chặt. Rồi. Mày chưa cả đọc cái gì mày đã ủng hộ ủng hộ. Kiểu đâu không biết. Có đọc không? Có biết đọc không? Cái nào trước, cái nào sau? Student dòng số 7, mở Facebook dòng số 7 ra. Đấy, biến nào là biến student. Rồi. Ông không không bỏ được cái thói ủng hộ ủng hộ cái gì à? À. Làm cái gì nó phải từ từ thôi. Cắm đầu cắm cổ làm. Tổng vai ai? Ăn đi phải học xếp 1, 2, 3. Mở lòng số 22 ra. Đặt và đọc ở đây. Và đọc cái student kia xem nó là cái gì. Enter xuống và va đang ô hay. Đài luôn. Chữ content ở trên được viết sai so với content ở dưới kìa. Thế đúng không? Reload. Cái gì đấy? Gì mà mày là thiếu thứ 7 luôn. Đúng không? Đấy, tại sao nó có một thằng này? Tại sao chỉ có một? Mở code ra nào? Mở VIN, mở người quốc gia. Nhìn kỹ lại cái hàm supply xem mình biết như thế nào. Sao hiểu chưa? Rồi. Bỏ ba đam mê comment vào. Đấy, comment luôn được, comment. Xếp số chạy. Bách về đây đi. Bách về in đấy. Tức là vào web, vào lại trang in đấy. Reload trang. Hay chưa? Cứ thằng người giỏi. Tiếp theo bài tập về nhà. Làm nốt phần update cho tôi. Hả? Update là cập nhật. Cập nhật cái là sửa. Vâng. Vừa phải chứ. Đến mấy cái từ cơ bản đơn giản đến như thế còn không hiểu thì cũng chẳng hiểu không là như thế nào luôn. Học cái ngành này thì ít ra phải biết bập bẹ vài từ tiếng Anh chứ hả cơ? Không biết tiếng Anh thì nên bỏ nghề luôn từ bây giờ đi. Bởi vì không biết tiếng Anh không làm được việc đâu. Phần update nó sẽ như sau. Khi mà các bạn bấm vào cái nút cập nhật này, các bạn tự cập nhật link vào đấy, tự cập nhật vào file nào đấy tùy, không quan tâm. Khi các bạn bấm vào cái nút cập nhật kia, được chưa? Các bạn sẽ truyền cái ID view update .php hỏi .id bằng 2 chẳng hạn, ví dụ như này. Được chưa? Thì ở trong cái file update.php này, chúng ta phải làm những cái việc như sau. Một là lấy danh sách, lấy toàn bộ data ra ngoài. Hai, dựa vào ID URL lấy ra student, lấy ra bản lấy ra cái dữ liệu đúng. Tức là ví dụ như kiểu là ID bây giờ bằng 4, bấm vào cái chữ cập nhật của thằng Nguyễn Đình Nghĩa kia
thì phải lọc ra được cái bản ghi ở trong cái cơ sở dữ liệu là gồm cái mảng là ID là 4 này, tên là Nguyễn Đình Nghĩa, quê Thái Bình, ngày tháng năm sinh là như thế này. Đấy là bước 3. Hiển thị cái form giống như form create. Tuy nhiên khác một cái, tuy nhiên nó đã được filter, đã được điền sẵn data cũ, data của cái bản ghi. Tìm thấy được, tìm thấy ở trên. Đó. Được chưa? Sau là bước 4. Submit. Submit thì làm sao? Xóa cái cũ. Cập nhật cái cũ. Tìm lên cái bản ghi ở trong đi, ở trong cái mảng student ấy có cái ID bằng cái ID ở đây. Xong rồi thay thế những cái giá trị, ví dụ như kiểu là ví dụ như kiểu là ở đây là full name đúng không? Full name thì phải thay vào trong cái phần tử có ID, à có cái mảng, cái phần tử có đây này. Khi mà lấy ra cái mảng đầu xếp đây rồi. Đây này. Khi mà thay thế thì mình ở đây, ví dụ ID ở đây mình viết là student ở phần tử thứ ID. Hiểu chưa? Ở phần tử thứ ID. Thì bây giờ cái phần tử thứ ID này có cái vị trí số 1 là name đúng không? Nhá, thì bằng full name. Thì bây giờ nó sẽ bằng full name. $full name. Được chưa? Vị trí số 2 là quê quán đúng không? Thì nó sẽ bằng hometown. Vị trí số 3 thì nó bằng cái gì? Hả? Birth date. Đấy. Như này, hiểu chưa? Tức là cập nhật lại giá trị. Hiểu không? Cập nhật lại giá trị, nó đã có sẵn một bản ghi, nó đã có sẵn thì bây giờ mình cập nhật dữ liệu mới vào đấy. Hiểu vấn đề chưa? Sau đó lưu lại, save student lại và location index đi. Miễn làm sao mà dữ liệu sửa xong, save xuống, quay trở về index thì nó đã là giống như những cái gì mình vừa sửa lúc nãy. Được chưa? Đấy là cái bài tập về nhà. Buổi sau thì chữa nốt cái phần này. Nó cực kỳ dễ. Điểm danh đi rồi.